mình đem cho ta thì mình sẽ nhận lại được. Và mỗi người phải có cái tâm Bồ Tát, tức là cái tâm Bồ Tát ở đây không phải là mình làm rồi mình có kết quả xong mình giữ cho mình, đó là sẽ kỹ. Thế tưởng là mình nói tôi làm vậy, tôi không nói, sợ lên cái mặt tôi lên truyền hình, lên màn ảnh tôi nói, mình không có ngán gì đó. Tại vì mình phải nói lên cái sự thật để cho những người khác giống như em vậy đó, nó bị bệnh vậy, bây giờ nó làm kết quả vậy, thì nó nói lên, thực ra là nó nói lên cái kết quả của nó thì nó cứu được bao nhiêu người. Tại vì những cái người mà họ đến đây không có đá, mọi người biết đó, là họ không có hề biết cái trung tâm này, họ không hề biết gì hết. Họ nghe cái thấy này hay quá, họ về mua về họ cũng trả hỏi mình, họ cứ thấy trong đó họ làm xong có hiệu quả, có kết quả, mình cứu ta một cách vô hình trung, thi ân bất cầu báo. Mình làm một cái điều mà phúc đức mà mình không hề biết mình làm phúc đức thì cái đó mới gọi là phúc đức. Cho nên là khi trong cuộc sống của mình mình nhớ bao giờ nhớ là Savarani trong cửa phúc qua từ sơ qua, tức là khi mình cho thì mình sẽ nhận được, nhận đó là nhận cái tình thương, chứ không phải là mình nói ra là lấy đô la vô. Do vậy là trong cái chuyện mà đá đó thì thực ra nó có một những cái điều kỳ diệu, mà đến giờ tôi chưa làm xong, tôi còn có nhiều cái bài vở đi chuẩn bị làm, giống như mọi người đọc coi những cái chuyện bóng đè chẳng hạn. Thì hồi xưa giờ là cái chuyện bóng đè là trên thế giới là người ta đã nói rất là nhiều rồi, nhưng mà để mà giải pháp mà làm cho nó chưa ai làm được hết. Người ta cũng chấp nhận cái bóng đè, nhưng mà khi tôi làm cái vụ trồng đá tôi cũng phát hiện ra hai điều trong cái vấn đề của bóng đè. Là thứ nhất là khi mà người bị bóng đè là thực ra là tất cả những người đều bị thiếu máu não. Vì khi thiếu máu não, oxy nó cũng lên máu não, lên não không đầy đủ, nó mới làm ra cái hiện tượng đó. Cái thứ hai là cơ thể của những người lạnh, cái nhiệt độ trong cái thân nhiệt của họ đó là dưới 36 độ C. Và những người đó là khi mà cái nhiệt độ mà lạnh đó, họ gặp bị vấn đề ngay. Thành ra khi mình chườm đá đó, thì mọi người để ý là mình chườm sau 2 giờ đồng hồ á, mà nhiệt độ cao của mình là thường thường trên 37 độ C. Cho nên có những lúc mình chườm vô mình thấy mồ hôi mình ra. Mồ hôi ra là ta ba lên 39 độ. Mà khi nó ra nhiệt độ tăng lên cao vậy đó, và nó lưu giữ cái nhiệt độ trong cơ thể mình 8 giờ đồng hồ. Do đó những người bị bóng đè sau khi chườm đá xong thì cái hiện tượng bóng đè biến mất lúc nào cũng được. Thấy không? Cái điều đó rất là kỳ diệu. Cho nên tôi nói, tôi chỉ khuyên mọi người cái là giấc ngủ là điều quan trọng. Mà hồi xưa thì chưa biết ai biết cái giấc ngủ là ngon là gì đó. Nhưng mà khi chườm đá rồi sẽ biết giấc ngủ ngon là gì. Và khi giấc ngủ ngon đó, là nó đem mình đưa vô trong cái trạng thái đó, là tái cấu trúc toàn bộ lại cái bộ não mình. Mọi người biết đó là trên cơ thể mình đó, là cái hoạt động và những cái mà chỉ huy trong cơ thể mình toàn bộ là bộ não hết. Ngay cả neuron thần kinh đó, nó cũng được tái cấu trúc lại. Mà Dương chắc có những cái thuốc gì mà nó có hay kỳ diệu vậy. Nó rất là kỳ diệu luôn. Kỳ diệu đến độ mà mình thấy là nó không có tốn kém bao nhiêu tiền hết đó, mà nó lại đem lại kết quả. Cái kỳ diệu là ở chỗ đó nữa. Do đó tôi chỉ có một lời cuối cùng với mọi người đó, là khi mà mình đã hiểu được cái đá rồi thì mà thứ nhất là mình phải suốt cả cuộc đời mình với cái cục thành đá đó. Bởi vì sao? Khi mình suốt cả cuộc đời mình đi gặp đá đó, mình không có bị bệnh tật, mình không có tốn kém tiền bạc, không có làm phiền giúp cho người người. Cái thứ hai là khi mình biết được rồi thì không để dành riêng cho cá nhân mình, mà phải đem phổ biến cho nhiều người khác. Mình có ích kỷ, không bao giờ mà đem cái đó dành riêng cho cá nhân mình, cho gia đình mình, mà phải đem cho tất cả cho mọi người. Điều đó là cái mới phát triển được cái tâm Bồ Tát của mình. Sau cùng thì chúc mọi người là sau khi học cái này mình học được một cái môn học một thời gian rất ngắn ngày, nhưng mình đã tiếp thu được nhiều cái, không phải chỉ ở sức khỏe mà còn cái tính nhân văn của nó. Xin cảm ơn và chúc mọi người ăn trưa cho thiệt ngon và một cái cuộc đời sống lâu trên 120 tuổi. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-800-2299.
2186688 hoặc 0983581652.